Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề thống kê bài số trung bình cộng. Chúng ta đi phần A, lý thuyết và ví dụ. Lý thuyết và ví dụ chúng ta có bài thứ nhất là số trung bình cộng của dấu hiệu. Số trung bình cộng của một dấu hiệu gọi tắt là số trung bình cộng và ký hiệu là x hạt ngang này. Như sao? Để tìm cái số trung bình cộng thì ta nhân từng giá trị với tần số tương ứng. Tiếp theo, cộng tất cả các giá trị vừa tìm được, tức là cộng các tích vừa tìm được. Bước 3 là chia tổng đó cho số các giá trị, tức là chia cho tổng các tần số của nó. Và đây là công thức giá trị x1 ta nhân với tần số là n1, tiếp tục x2 nhân với tần số là n2, x3 nhân tần số n3 và tới xk tần số nk. Tính tổng đó xong ta chia cho tổng các tần số là n thì nó bằng x ngang, tức là số trung bình cộng. Nhắc lại nè, trong đó x1, x2, xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu x. N1, N2, Nk là k tần số tương ứng, N là số các giá trị. Ý nghĩa của số trung bình cộng là gì? Số trung bình cộng thường được dùng đại diện cho dấu hiệu đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại. Mốt của dấu hiệu là gì? Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số và ký hiệu là M0. Nhắc lại, mốt của dấu hiệu là gì nè? Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, ký hiệu là M0. Như vậy thì chúng ta đã biết lý thuyết là bằng số trung bình cộng, và chúng ta cần nắm hai ý chính, đó là số tính, công thức tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ví dụ. Chúng ta cần ví dụ theo dõi số tuổi nghề của 30 công nhân lập được cái bảng tần số sau đây. Số tuổi nghề x, năm tuổi nghề, tần số là 3, có 3 công nhân. Tuổi nghề là 7, có 4 công nhân. Tuổi nghề là 9, có 8 công nhân. Tuổi nghề là 10, có 8 công nhân. Tuổi nghề là 12, có 5 công nhân. Tuổi nghề là 15, có 2 công nhân. Và chúng ta cộng cái này lại là 30, như vậy là có 30 công nhân tất cả. Câu A, tìm số trung bình cộng. Câu B, tìm mốt của dấu hiệu. Chúng ta cùng giải ví dụ. Cái bài học này thì số trung bình cộng tôi nói lúc nãy là chúng ta có hai ý chính. Một là phải thuộc công thức này, hai là tìm mốt của dấu hiệu. Bây giờ thật ra ta có cái bảng tần số này là chúng ta tính được giá trị trung bình cộng của nó, x ngang bằng, chúng ta sẽ cùng làm nha. Đây, 5 nhân 3 cộng 7 nhân 4 cộng 9 nhân 8 cộng 10 nhân 8 cộng 12 nhân 5 cộng 15 nhân 2. Tổng này chúng ta sẽ chia cho n lớn, tức là tổng các tần số thì chúng ta mười. Thì chúng ta thực hiện phép tính. Thì nếu như chúng ta thành thạo máy tính cầm tay thì việc này không khó khăn gì. Ở đây chúng ta sẽ tính bên đây nha. 5 nhân 3 chúng ta có 15. 7 nhân 4 28. 9 nhân 8 72. 10 nhân 8 80. 12 nhân 5 60. 15 nhân 2 30. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 chúng ta tính tổng này. Chúng ta thực hiện tổng
chúng chọn 5, 8, 2, 15, 4, 10. Vậy thì cũng được, 10, 20, 28, 285. Chúng ta lấy 285 chia 30. Nhẩm nhanh là 9. 270 chúng ta thấy rằng là không này, 1, 0, 7, 5, như vậy tổng số trung bình cộng của nó là bằng 9,5. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Chúng ta nói là câu A, ta tính tổng 5 nhân 3 xong rồi cộng với 7 nhân 4 cộng 9 nhân 8 cộng 10 nhân 8 cộng 12 nhân 5 cộng 15 nhân 2 rồi chia cho 30. Đây, chúng ta đã thực hiện tính bằng 285. 285 chia 30 bằng 9,5. Như vậy số trung bình cộng của nó là 9,5. Bây giờ tìm mốt của dấu hiệu, chúng ta xem lại mốt dấu hiệu là gì. Mốt dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Tần số lớn nhất, chúng ta nhìn đây, đây lớn nhất đó, nghĩa là M0 bằng 9. Đây cũng là 8 nữa, cũng lớn nhất nữa. Như vậy M0 chúng ta vẫn còn có thể là 10 nữa. Nghĩa là chúng ta có 21. Chúng ta đã hoàn thành xong ví dụ của chúng ta thực hiện bài tập. Chúng ta sang phần bài tập. Bài số 1, hai tổ 1 và tổ 2 của lớp 7A, mỗi tổ có 12 học sinh. Kết quả điểm của bài kiểm tra toán được ghi lại dưới đây. Tổ 1, ở đây là 12 học sinh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 học sinh. Điểm số của tổ 1 là 10, 8, 3, 5, 5, 6, 7, 10, 3, 7, 7, 10. Và tổ 2, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 6, 7. Tính điểm trung bình cộng của từng tổ. B, cho nhận xét gì về kết quả điểm kiểm tra toán của hai tổ trên? Chúng ta cùng giải bài số 1. Thì chúng ta biết là chúng ta có thể làm như hôm nay chúng ta làm là tính tổng cái này, xong ta chia cho 12 thì biết được điểm trung bình cộng của tổ 1 cũng như là tổ 2 của bạn. Hoặc là chúng ta lập cái bảng tần số rồi chúng ta tìm số trung bình cộng cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm bài này chúng ta như sau. Qua tổ 1 thì ta sẽ ký hiệu điểm trung bình cộng tổ 1 là x1 nha bạn. Chúng ta cộng hết 12 số này, hoặc là chúng ta thấy là điểm thấp nhất của nó là 3. 1 có 2.3, tức là 3 nhân 2. Tới điểm 5 có 2.5, 5 nhân 2. Điểm 6 có 1.6, tức là 6 nhân 1. Chúng ta thấy như vậy 6 nhân 1 và 6 không cũng được. Điểm 7 1, 2, 3, có 3.7, 3 nhân 3. Điểm 8 có 1.8, 8 nhân 1. Và điểm 10 là có 2. Và số học sinh chúng ta là 12. N là lớn hơn 12. Ta ghi như vậy thì ta có thể kiểm soát được đủ 12 học sinh hay không nhé. 2 này, 4 này, 5 này, 8 này, 9, 11, nhưng mà chúng ta 16 rồi đó. Còn thiếu học sinh đó, ta thấy rằng là điểm 3 này có 2 học sinh. Điểm 5 này 1, 2 có 2 học sinh. Điểm 6 này có 1. Điểm 7 này 1, 2, 3. Điểm 8 này. Rồi điểm 10 chúng ta tới 3 điểm 10. Chúng ta có thể thực hiện phép tính này bằng máy tính, bằng tay, hoặc là chúng ta có thể tính nhầm. 3 x 2 đây là 6, 5 x 2 là 10, 6 x 1 là 6, 7 x 3 21,
8 nhân 1 là 8. 10 nhân 3 là 30. Chúng ta cộng lại là 6, 6, 12, 1, 2, 5, 7, 8, 8, 11. 81 chúng ta sẽ chia cho 12. 6, 9, 72 này. 7, 14, tức là 6, 84, 5, 6,5. Như vậy điểm trung bình cộng của nó là 6,75, hoặc là chúng ta làm rồi cộng bằng 6,8 cũng được. Đến tổ 2 cũng giống tổ 1 thì chúng ta có thể là cộng hết 12 điểm số của 12 học sinh ở tổ 2 lại, hoặc chúng ta cũng lập bảng tần số rồi tính, hoặc là chúng ta có thể tính giống như rồi chúng ta tính tổ 1. Chúng ta thấy có 3 loại điểm số này, 6, 7, 8, hay là cũng dễ dàng chúng ta rồi. Điểm số 1, 2, 3, có 3 điểm số, 6 điểm này. Điểm 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm này. Điểm 8, 1, 2, 3, và đây là chia 12. Chúng ta cũng có thể thấy là ở đây là 3, 6, 12. Tính tổng này chia 12, hoặc chúng ta có thể nhẩm nhanh này, đây là 7, 16. Ở đây là 6 nhân 3 cộng 8 nhân 3, tức là 14 nhân 3. Đây là 7. Chúng ta và chúng ta có được điểm trung bình cộng của tổ 2 là 7. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét rằng là kết quả điểm kiểm tra đó, điểm trung bình, điểm trung bình kiểm tra toán của tổ 2 là lớn hơn điểm trung bình kiểm tra toán của tổ 1. Nhận xét là điểm trung bình lớn hơn trung bình kiểm tra. Ở đây chúng ta có thể thêm phương pháp chúng ta có của tổ 2. Chúng ta tìm được số trung bình cộng, tức là điểm trung bình cộng của tổ 1, số trung bình cộng tức là điểm trung bình cộng của tổ 2. Và dựa đây chúng ta có kết luận ra điểm trung bình, điểm kiểm tra của tổ 2 lớn hơn điểm trung bình kiểm tra toán của tổ 1. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 1 và chúng ta sẽ chuyển sang bài toán số 2. Chúng ta sang bài toán số 2. Điều tra về số con của mỗi gia đình trong khu phố ta được bảng số liệu sau. Đây là bảng số liệu. Thì có này: 0, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 3, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 0, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0, 3. Tìm số trung bình cộng và tìm mốt.
chúng ta cùng giải bài toán số 2 thì chúng ta sẽ lập cái bảng để tìm số trung bình tổng. Chúng ta xem ha. Đây là số con. Tiếp theo chúng ta tần số. Đây là cái tức ít n, ít nhân n. Và cuối cùng là chúng ta thế số trung bình tổng. Chúng ta là có 0, 1, 2, 3. Đây là n và đây là tổng, còn đây là x nha. Chúng ta cùng đếm ha. Không, tần số là bao nhiêu? Một này, tới nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó thực hiện cái tính luôn, 0 nhân 9. Rồi. Số con là 1. Còn là không có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 nhân 14. 14. Số con là 2. Mình lấy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chúng ta thực hiện tính luôn. 2 nhân 18, chúng ta có tính này là 36. Tính số con là 3. Và thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là này là 9. 3 nhân 9 là 27. Chúng ta tính tổng này được. Đây là 17, 2, 5, 7, 17. Vô đây ta tính tổng nhanh lắm ha. Còn cái n này thì chúng ta đếm là thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 là 50. Chúng ta cộng lại thêm 50 không? 50. Đây, 18, 26, 30. Ta lấy 77 thì 50. Chúng ta thực hiện 77 chia 50 thì chúng ta có thể làm nhanh bằng cách là nhân 71 cho 2. Nó là cái mẫu này là 100. 2, 7, 14. 7, 14 là 15. Mẫu là 100 nhưng mà là 1,54. Và 77 chia 50 là bằng 1,54. Như vậy là trung bình cộng của số con là 1,54, tức là gần bằng 2 con. Bây giờ tiếp theo là chúng ta tìm mốt. Thì dựa vào bảng này thì chúng ta cũng biết được mốt của nó. Đây, số của nó là 18. Như vậy 2 thì chúng ta có
M0 bằng 2. À, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 2. Chúng ta lưu ý rằng chúng ta lập cái bảng này thì việc thực hiện để tìm cho mình cộng rất là dễ dàng, vì ta thực hiện nhanh để các tích tích là nhân y là x nhân y n x nhân n, ta tính được tổng và lấy tổng này chia cho 50, tức là chia cho n này thì chúng ta sẽ có được cái số của mình cộng. Còn từ mốt chúng ta cũng dựa đây, chúng ta tìm cái tổng số tối đấy là đây thành 0 và 2. Chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 2, chúng ta chuyển sang bài toán mới. Ta sang bài toán số 3. Trung bình cộng của 9 số là 40. Nếu thêm số thứ 10 thì trung bình cộng của 10 số là 41. Tìm số thứ 10. Chúng ta hãy suy nghĩ, tìm và giải bài toán này trong 5 phút.
chúng ta giải bài toán số 3. Trung bình cộng của 9 số là 40 thì chúng ta tìm ra được tổng của 9 số. Không thể, tức là không nói tới số ngữ thứ 10 nữa. Này, bài giải. Tổng của 9 số. Đây chúng ta hiểu rằng là không kể cái số mới, số 10 bổ sung. Trung bình cộng là 40 mà 9 số, như vậy là 40 nhân số là tổng của 9 số. Và trung bình cộng của 10 số là 41 thì chúng ta có tổng của 10 số. Chín số đầu là 306, tổng của 10 số là 410 thì ta tìm được số thứ 10. Số thứ 10 là 410 trừ 360 bằng 50. Chúng ta hoàn thành xong bài toán. Chúng ta nói lại là ta tìm được tổng của 9 số là lấy 40 nhân 9 là 360. Tổng của 10 số là lấy 41 nhân 10 là 410. Như vậy số thứ 10 là 410 trừ 360 bằng 50. Chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 3. Chúng ta chuyển sang bài toán số 4. Chúng ta sang bài toán số 4. Cho A là số có 2 chỉ số, B là số có 3 chỉ số. Trung bình cộng của 3 số A, B và 702 là 600. Hãy tìm A vào đi. Chúng ta dành thời gian 5 phút để giải bài toán này.
Chúng ta giải bài toán số 1. Trung bình cộng của ba số A, B và 702 là 600. Như vậy ta tìm được tổng của ba số đó là bằng 600 nhân với 3, tức là 1800. 1800 tổng của ba số A, B và 702 là 600 nhân với 3 là 1800. Như vậy chúng ta tìm ra được tổng của hai số A và B. Tổng của hai số A, B là 1800. Chúng ta trừ cho 702. Chúng ta thực hiện phép trừ nha. 0, 12, 8, 1 đây, 9, 8 là 1098. Tổng của hai số A và B là 1098 tiền mỗi số. Điều đó là với những cái số khác, số 1098 thì chúng ta không thể tìm A B đâu, rất khó, nó chỉ trường hợp ra à, cũng được nhưng mà rất là dài dòng. Tuy nhiên vì hai số này sẽ có điều đặc biệt là chúng ta thấy là A là số có hai chữ số. Bây giờ nếu số A mà bé hơn 98, tổng của hai số A và B là 1098. Mà nếu A bé hơn 98 thì B sẽ lớn hơn 1098 trừ 98. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là bằng luôn. Nếu như A bé hơn 98 thì B lớn hơn hoặc bằng 1098 trừ 98, tức là B lớn hơn hoặc bằng 1000. Tức là B là số lớn bằng 1000, nghĩa là B có nhiều hơn 3 chữ số. Mâu thuẫn giải thích. Như vậy thì A có thể nhỏ hơn bằng 98, mà A chỉ có 2 chữ số, vậy thì A bằng 99. Do đó, hay là do đó A bằng 99, ta có B sẽ bằng 1098 trừ 99 bằng 999. Chúng ta đã giải xong và đoán, tức là ta tìm A và B. Ở đây chúng ta cũng có thể lập luận là nếu B mà nhỏ hơn hoặc bằng 998 thì chúng ta cũng có số B không thể là số có hai chữ số, cũng mâu thuẫn giả thiết. Như vậy thì chúng ta cũng có được B phải là 999, và từ đó chúng ta cũng tìm ra A 99. Hai cái vấn đề đó là như nhau. Nhắc lại là vậy. Đầu bài cho chúng ta A là số có hai chữ số, B là số có ba chữ số. Trung bình cộng của ba số A, B và 702 là 600. Tìm A và B. Ta biết trung bình cộng của ba số là 600 nên tổng ba số là 1800. A cộng B cộng 702 là 1800, nghĩa là A cộng B sẽ là 1098. Nếu A là số bé hơn hoặc bằng 98 thì B sẽ lớn hơn bằng 1098 trừ 98, tức là B lớn hơn bằng 1000, nghĩa là mâu thuẫn với giả thuyết vì B chỉ là số của ba chữ số. Điều này chúng ta có, mà A phải lớn hơn 98, đồng thời A là số có hai chữ số thì như vậy là A phải là 99. Và ta tìm được B là lấy 1098 trừ 99 thì bằng 999. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài toán số 4. Các em thân mến, tiết học vừa qua chúng ta đã học chuyên đề thống kê bài số trung bình cộng. Về nhà chúng ta xem lại phần lý thuyết ví dụ và các bài tập ở giải hôm nay. Cuối cùng chúc các em thật nhiều sức khỏe và hẹn lại gặp lại các em ở tiết học sau. Hẹn gặp lại, chào các em.